Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại. Sáng hôm nay mình đi chợ Liên Khu 56 review cho quý vị xem. Rồi, cái chợ Liên Khu 56 này nó cũng là chợ nhỏ thôi. Cam sỏi hấp. Này có cái bát hoa xanh nè. Chợ bây giờ nó cũng ít người hơn, bán rất là đông. Ngon quá, khá tươi và tuột tươi quá. Rồi vào khu đông này coi quý vị. Ồ, cửa hàng trái cây. Đấy, cửa hàng trong này khu thịt cá. Ôi, cá nó bơi. Rồi trong này là đông hơn. Đông rất là nhiều ha. Thấy chú trước. Anh ơi, lấy giùm em 10 tờ đây anh, lấy giùm. Lấy đại. Lấy đại nè. Lấy đại em. Chú không bị sao vậy?
chuẩn bị sao vậy anh? Dạ. Rồi gặp chú bán vé số bị tật nguyền thì cũng ủng hộ nha quý vị. Anh bán trái cây anh cũng ủng hộ. Quay cái đầu xe lại, mặt trời nó chói. Ôi cá mực ngon quá. Nó chói nắng quá quý vị. Bán các hàng này là tôm cá mực rồi caro bí. Đây cũng đi đã một vòng ha, cho quý vị anh chị các bạn coi, nó cũng cà dòng cái đường á. Rồi cái hàng này đẹp quá. Thôi bây giờ chỗ này giờ đông rồi. Rồi mới nãy chắc chưa ngủ dậy bây giờ đông rồi. Rồi, trên 10.000 ký. Cái gì 10.000 ký rồi. Xoài keo bao cứng bao giòn, Xoài keo bao cứng bao giòn. Mít Thái. Đi qua quay lại bà này kêu bà kia kêu. Bóp em đi anh, mua em đi anh. Củ khoai lang. Này thanh niên anh bán tôm bán mực nè. Đi dạo một vòng cho quý vị anh chị và các bạn coi. Sáng hôm nay mình cũng ít nói chút xíu ha quý vị, vô chợ mình nói nhiều quá sợ không khí nó bay vô mỏ, bây giờ mình ra ngoài mình nói cho nó dễ.
không khí nó bay vô mỏ COVID của đồ à, buổi sáng khá là rộn ràng ha. Đâu có gì anh chị các bạn, đây là cuộc sống nó quay trở lại bình thường rồi, quay trở lại bình thường rồi. Đó, cuộc sống Sài Gòn cũng đã quay trở lại để cho quý vị anh chị các bạn có thể thấy. Đâu tôm nè, rồi bên kia có chiếc xe dưa. Đấy quý vị, đây bách hóa xanh đó, mày đảo qua đây một vòng cho quý vị anh chị các bạn coi ha. Món này ở trong chợ đây nó ngọt quá. Ừ. Anh bán cái gì ạ? Anh bán giá đỡ điện thoại. À, rồi giờ mình đảo về nhà nha quý vị anh chị các bạn nha. Đi một vòng chỗ này bán rượu, nấu rượu luôn. Hủ tiếu bò kho. Rồi chỗ này bán bao giấy luôn nè. Đó, Sài Gòn là cuộc sống nó bình thường rồi, là trở lại nha quý vị. Rồi là anh bán, anh này là anh bán hến nóng, anh bán ấy lộn gì tôm mà. Để qua đường bán luôn nè. Rồi có đứa nhỏ nó ngồi trên xe. Rồi bây giờ mình sẽ quay về. Tám phần vòng cho quý vị anh chị các bạn coi rồi ha. Để Sài Gòn thì nó cũng quay trở lại cuộc sống bình thường. Con người ta sống chung với dịch rồi quý vị, nhưng mà mọi người cũng hết sức cẩn thận ha. Ra ngoài đường thì cũng 5K ha, khẩu trang đầy đủ nha, cách ly khoảng cách. Tại chỗ này bán trứng vịt lộn, bán quán bánh 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 mì. À, cái bát hoa xanh chà bá lửa đây, bán cơm tấm, bánh mì, cơm, phước tóc, con mũ nón, xe dưa, này bánh ướt, xe dưa, chưa làm ăn luôn, lên Sài Gòn bán luôn. Đây chỗ này bán xôi. Này bán bún thịt nướng. Này là xe thịt à, để ngoài này bán luôn. Xe trái cây. Rồi bên kia chợ khá là đông không quý vị ha. Rồi. Nhà mình cũng nghe chợ luôn, về tới nhà rồi nha quý vị anh chị các bạn. Bye bye mọi người nghe. Này, hủ tiếu này, hủ tiếu bánh mì, hủ tiếu mì, hủ tiếu cô Thảo. Ngon quá, mở đây để gà và đây bán luôn. Đây quán cà phê. Rồi bye bye mọi người nghe.